sao? Cái màu nó hồng. Hả? Cái môi nó hồng rồi. Nó đỏ nào? Nãy kêu mà lè cái lưỡi coi, lưỡi mà tím quá, lưỡi nó hồng. Nó tiệt ra cho nổi. Nó hồng hả? Nhĩ hả? Ôm nhắc ôm nhôm này. Đã chưa? Nhìn nãy giờ đã không? Còn tiếp tục á, tiếp tục được không? Em mắc nổi lửa luôn. Em mắc có ông á. Ừ. Có chân mẹ. Được không đấy?